điệp chung, rừng xanh trùng trùng cho ta mầm sâm vươn lên từ rừng xanh. Sâm mọc lên từ đất in dấu chân của cha, cây vươn lên tươi tốt thắm mồ hôi của mẹ, cây ra vui trong nắng mang tình yêu của em. Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Về Ngọc Linh theo nhịp cồng chiêng, về Ngọc Linh theo mùa lúa mới, về Ngọc Linh vui cùng Tết băng hương, vui cùng đôi rừng thương yêu. Về đây nghe tiếng reo của rừng, lá non bừng bừng vươn lên từ rừng sâu, vươn lên từ núi cao. Nghe âm vang từ đất dừng bước chân ta đi, qua bao nhiêu con suối xuôi theo ta thì thầm, ta thêm yêu rừng núi đó với trời Ngọc Linh. Ngọc Linh đây núi cao điệp trùng, rừng xanh trùng trùng cho ta mầm sâm vươn lên từ rừng xanh. Sâm mọc lên từ đất in dấu chân của cha, cây vươn lên tươi tốt thắm mồ hôi của mẹ, cây ra vui trong nắng mang tình yêu của em. Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Về Ngọc Linh theo nhịp cồng chiêng, về Ngọc Linh theo mùa lúa mới, về Ngọc Linh vui cùng Tết băng hương, vui cùng đôi rừng thương yêu. Về đây nghe tiếng reo của rừng, lá non bừng bừng vươn lên từ rừng sâu, vươn lên từ núi cao. Nghe âm vang từ đất dừng bước chân ta đi, bao nhiêu con suối xuôi theo ta thì thầm, ta thêm yêu rừng núi đón với trời Ngọc Linh. Về đây nghe tiếng reo của rừng, lá non bừng bừng vươn lên từ rừng sâu, vươn lên từ núi cao. Nghe âm vang từ đất dừng bước chân ta đi, qua bao nhiêu con suối xuôi theo ta thì thầm, ta thêm yêu rừng núi đất với trời Ngọc chung tiếng ai.
cho hương quê ngát thơm trăm miền, cho cây sâm vươn mình thương dậy. Người Cà Rông hay người Bờ Nông, người Bờ Nông hay người Xê Đăng, cùng bên nhau giữ rừng ngát xanh để ngọc linh đất hoa mùa vàng. Để làm muôn rộn rã chiêng thơm ngọc linh ơi, mùa vui đến rồi. Ngọc linh ơi, muôn nơi đón mời đây sông quê ngát thương dâng đời, cho quê ta rộn ràng tiếng cười. Người Cà Rông hay người Bờ Nông người. Cà Rông lên tiếng những năm 72 kia, người ta phải được cái giống sâm rất quý của Việt Nam mình, mà bây giờ lên thương trường quốc tế rồi. Đó là một trong những cái yếu tố mà anh ban bộ từ Đà Nẵng lên sách hai nhánh sâm về, coi như là anh nghiên cứu, anh ngâm rừng. Tất nhiên là cái tác dụng của nó là chữa rất nhiều bệnh. Như theo báo chí nói mà các cái nhà khoa học đã chiết xuất và đã tính toán trong các cái công thức khoa học, thì đây là một trong những cái loại sâm mà có nó thể có chữa tác dụng rất nhiều bệnh, như bệnh ung thư, bệnh về tim mạch ví dụ thế. Đại khái là hai bệnh. Mà có như tóc bạc như anh thì có khi là uống là thanh tóc. Một vùng đất thiêng mênh mang đại ngàn, đâu nguồn suối reo chim kêu rộn ràng, chập trùng gió chập trùng mây chập trùng rừng cây, hương bay bát ngát